So later it'll be greener. Yeah, that's right. Okay, today is the 16th of May 2011. We are back here at this oolong tea plantation belonging to Tao Chen. This is the 1 hectare that has been using our bioenzyme nutrient with 2 sprays. 1 week ago, they did the harvest on this. After using our bioenzyme nutrient, after this harvest, it appears the leaf are very healthy. And according to the plantation manager, during the last harvest, they only lost about 10%, even in spite of the very strong fungi. Look at how healthy these leaves are.
Aha. Ủa, ngày xưa làm cái vườn này cũng vất vả anh Thành. À. Dùng máy hay dùng tay? Hồi làm bằng tay. Tay không? Đầu cái này nó như ruộng vậy ha. Dạ. Tụi mình lên líp. Lên líp. Dạ. Bốc líp này là bốc. Okay, all this. For three times already. He right. Look better. Anh Thành chèo được không? Anh chèo cho anh được. Later you can taste the fruit, see whether it, how sweet it is. Cái này ăn được chưa anh Thành? Anh thử cho nó ngọt hơn không? Cái này nó không ý là muốn anh ăn thì cho anh cảm nhận như thế nào. Em nhìn nó có bộ nó sung sức à. Nó sung à, look very healthy. Yeah. Cái này nhìn là nó khỏe quá. Cái này là không có xịt phải không? Không. Clip này cũng không clip biệt, không xịt á. Cái clip từ ngoài kia ha, clip này xịt phải không? Lên. I tell you Edwin, this can help for my name. Trái không? Trái chưa? Ồ, trái ngon quá. Mà cái trái nào anh cảm thấy nó chín rồi anh hái một trái đi về nhà ăn thử. Để anh cảm nhận cái độ ngọt như thế nào. Look some big fruit and then we harvest go home eat là. Like. Yeah, we, yeah. We compare. Just try, yeah. Try, that's why. Cái nào mà anh thấy nó chín chín anh Thành ngắt đem về. Để không tay được. Có ăn rồi. Của chị mà ra với xe ảnh kim á. Dạ. Ông ngày không cho thân chai thì tôi xịt cái trái không. À biết rồi. Tại vì tôi sẽ thử á, trái ăn cũng ngọt á. Ngọt nó là anh làm 3 lần sau là cái vườn của anh á, cây nó ngọt khủng khiếp luôn. 2 lần thôi là thấy rồi. Nó phải có thời gian sinh học mà anh. À. Nó không thể lẹ liền giống như cái phân bón NPK nhưng mà nó không làm hại đất. Cua cua nè, cái vườn cua. Cua phải không? Cua tại người đánh đâu mà bắt. Nước người ta vô người ta bắt người ta gian lướt máy thùng nước thuốc ở đây ha. Dạ. Yeah. Need a person. Bỏ cái xô này phải không? Bỏ cái nước ở phòng này. He knows, yeah. 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 Đây không có trái nào chín mà đem về mình ăn anh. Có không? Và cũng có vườn này. Already have the food at home. Oh, the, yeah. The way prepare harvesting from here. Hai mà hái trong một đợt đúng không? Một đợt tới nữa mới thấy kết quả nó nhiều. Mới thấy nó ngọt kìa. Cái này đem chiếc xuồng đi hai hái đi rớt kia chắc tuần lễ nó hết. Cái này là tôi vớt rồi vớt chưa rồi chứ còn đông vớt vớt đắp mé. Vớt bỏ đâu anh? Đây là đắp mé vậy nè. À vớt đắp mé hả? Nó trại nhân công hiếm quá thành ra là. Hiếm nhân công hả? Một ngày mình trả nhiều tiền lên. Ô con trái gì á? Trái đồng rồng cái này là cái bậy. Okay, we are going to taste this lovely pineapple. This is Mr. Chow. He's now tasting very nice pineapple. Very nice. Very good, huh? Very nice. Sẵn mình hợp luôn. Cô có kêu con tươi rồi xuống. Còn mình thì sau khi mà đệ tử rồi đó, xong rồi mấy ông về, còn tụi mình thì hợp bảo trị luôn, chuẩn bị đại hội. Ha. Hôm qua tôi điện chú bà, điện không được, nó điện bắt bận á.